Con dâu à? Má nín cho tôi. Hôm nay má cũng không được quyền lên tiếng. Tôi sống trong cái nhà này tôi quá khổ tâm rồi. Tôi chưa từng thấy trên đời này có cái người má chồng nào mà ngang ngược như má. Trắng cũng nói được, đen cũng nói được, ngược cũng được, xuôi cũng được. Má quá đáng với tôi nhiều lắm. Hôm nay là đừng có hòng mà mở miệng nói với tôi một lời nào nữa hết á. Chị buông cái tay xuống. Tôi chưa nói tới chị nghe chưa? Chị đừng có tưởng chị có ít đồng tiền cho vay bạc góp là ai cũng sợ chị. Mấy cái đứa mà nó mượn tiền chị nó mới sợ chị. Tôi đâu có mượn tiền chị, nó mắc mớ gì tôi sợ chị. Tôi là em của chị, không thương tôi thì thôi. Chị hành hạ tôi, chị lên mặt với tôi. Chị ba. Nên ở đây người lớn còn không có cửa nói chuyện. Ở đâu mà tới cô? Ăn mặc riết tôi nói đầu tóc cây dừa cây cao như con khùng vậy đó. Câm miệng lại đi. Anh nữa, đừng có dở cái thói đó ra với tôi. Tôi chưa từng thấy trên đời nào một người chồng bất tài vô dụng như anh. To xác to thân mà cái đầu tôi thì to. Nếu như anh không phải con trai một của cái nhà này, dòng họ anh có đất đai như hương quả nhiều, tôi không bao giờ chấp nhận bước vào nhà anh làm dâu. Tất cả cuốn đồ ra khỏi nhà tôi. Đó. Má thấy ghê chưa? Má thấy ghê chưa? Con kể cho má nghe là cái con lấy cái hoàn cảnh quy định ở dưới xóm này ha. Câu chuyện đó đã xảy ra từ xóm dưới này nè. Là con dâu gia đình đó nó đã đối xử với tàn cái gia đình đó y chang như vậy. Mà má nghĩ đi, tuốt ở xóm dưới này đâu có bao xa cách với nhà mình đâu. Một ngày nọ câu chuyện đó nó sẽ được bắt thang lên tới nhà mình. Và con Nhung nó sẽ thực hiện cái hoàn cảnh quy định đó tại căn nhà này, tại cái sân nhà của mình luôn. Má nghĩ đi, nó tham lam, nó lấy nguyên cái gia sản nhà này, nó đuổi gia đình mình ra khỏi nhà hết. Trời ơi, mày vừa phải thôi. Mày vừa phải thôi. Đầu óc mày cái tối ngày mày nghĩ tào lao. Con Nhung thấy vậy cho nó không có nghĩ cái bậy bạ như vậy đâu. Mày đừng có ngưng nghi là người ta. Má, trời ơi, má nói câu nó trả lời câu à. Tự nhiên hôm nay má nói tốt cho nó vậy. Không phải má nói tốt, nhưng mà má thấy cái nào đúng thì má nói, cái nào sai là má nói sai. Chứ sao được. Bây giờ là má không tin con đúng không? Con là con ruột của má mà. Má không tin con đúng không? Được rồi, con sẽ cho má thấy. Chỉ cần con nhá nhẹ hàng thôi là má sẽ... À, con có cách rồi. Rồi nha, ăn cắp tiền. Má ơi, má ra má coi con dâu của má kìa. Đẹp mặt chưa, đẹp mặt chưa. Đây nè, cái mặt đẹp như vậy mà lấy 500 ngàn của con. Ăn cắp đó má. Trời ơi, má không có ngờ mà. Má ngờ đi má, bây giờ sự thiệt rồi nè. Con chỉ cần thả nhẹ một cái thôi, tự nhiên nó sẽ trỗi cái lòng tham của nó trải ra liền cho má coi. Đi vô đây má. Ủa, má ơi, chị hai ơi, Út ơi, chị hai, ủa chị núp ở đó hả? Chị đứng kẹt cửa, à mát quá chị đứng chơi. Ủa vậy hả, chị, tự nhiên em đi ra thấy tờ 500 ngàn nó rớt ở đây nè. Vậy hả? Mà nhà mình á, mà cái tiền lớn như vậy đó, là chỉ có mỗi một mình chị có. Nè, chắc tiền chị rớt chị có. Đó là có tiền chị đâu, ở đâu đó ai biết đâu. Trời ơi, chị không biết. Nếu như mà không biết á, thì thôi chị cứ giữ cho người ta coi trong nhà hay ai ra vô rớt thì chị đưa. Tại em buôn bán lu bu, nhiều khi em không biết được. Thôi, chị giữ lại nha. Em ra đi mua đồ bán cái. Thấy không? Tao nói với mày rồi, bớt làm chuyện tào lao lại đi. Cái gì cũng làm hết trơn rồi bà con lối xóm người ta cười. Hắn ta cười vô mặt vô đầu mày luôn nữa nè, rồi tao nữa nè, biết không? Má, sao tự nhiên má là má của con, má nói đỡ cho nó làm chi vậy? Tao hả? Cái gì á? Trúng thì tao nói trúng, mà sai tao nói sai à. Mày bớt làm cái chuyện tào lao lại đi. Không được, thua keo này bày keo khác hả? Rồi chị sẽ có cách cho em. Mày ngồi xuống chỗ người ta coi. Trời ơi, sao mày cứ đi tới lui hoài, tao chóng mặt quá đi. Má, con thấy cái chuyện thử 500 hồi sáng là nó còn nhỏ quá. Vì vậy nên nó không tọt cái lòng tham của nó. Chị cho ý con muốn làm sao? Con nghĩ là... Oh.
Trời ơi, bây giờ mình phải tính làm sao đây? Má bệnh nặng quá rồi, má sắp cởi hạt quy tiên. Má kêu ra đây là để má chia gia tài cho ba chị em mình đó, chia thành ba phần. Má nói đi, phần đứa nào nhiều, phần đứa nào ít, má cứ chia đi má. Chị nói xong cho chị hai. Rồi. Chị nói chia là mấy phần? Chị nói là ba phần đó. Chị nghĩ sao ba phần vậy? Ba phần á là gia đình nhà tôi đã ba phần rồi nè. Đó, chị tính đi. Anh nhớ, tôi với con Luyến là ba phần rồi. Cửa đâu mà có chị với con Út nữa. Nhưng mà cái nếu này... mà chia như vậy á là phải chia 5 phần. Nhưng mà nói trắng ra đó, tất cả phải cho anh nhớ hết. Nên nhà này người lớn đang nói chuyện, không tới cái cửa mà con nít mở miệng ra nói nghe chưa? Câm. Em râu. Chị ơi, chị nghe ông bà người ta có câu không? Nữ sanh ngoại tộc, rồi chị sẽ đi lấy chồng, con Út cũng đi lấy chồng. Anh nhớ đây nè, là con trưởng ha, đích tôn, trăm tuổi của má, hương khói của cái gia đình này là cuối cùng thuộc về anh nhớ. Anh nhớ phải hương khói cho ông bà tổ tiên, tất cả tài sản phải về tay anh nhớ hết. Không có nhân cái gì hết trơn á. Dạ thưa má, con biết thế nào cũng tới ngày má trăm tuổi. Dạ. Đây, con đã chuẩn bị sẵn cái tờ di chúc. Đây. Má, con đã ghi cái tờ di chúc rất rõ ràng ha. Hôm nay trong lúc má còn minh mẫn, đầu óc tỉnh táo ha, chị hai làm chứng, con Út làm chứng, vợ chồng con làm chứng, bà con hàng xóm làm chứng. Má, con mời má ký tên. Dạ, con mời má ký tên. Ký đi má. Tuyệt vời. Má. Má, con có cách rồi. Bây giờ má phải kết hợp với con nha. Thôi mẹ ơi, tôi cứ ngại cái lò thử con tao hoài. Tao đã nói nó không có tham mà sao mày cứ thử hoài vậy? Trời ơi, hồi nãy là tại vì có tờ 500.000 thôi. 500.000 thì chuyện nhỏ thôi, còn bây giờ là cả một gia tài thì chắc chắn con mà thử một cái là nó phót cái lòng tham nó ra liền cho má coi. Bây giờ má tin con đi, má giúp con một lần này nữa thôi, để cho con thử nó hả, cho nó lôi cái lòng tham nó ra, má mới thấy được cái oán mặt của nó. Má chịu đi. Cuối thôi nghe. Dạ. Má nói rồi à. Ừ. Con hứa má lần cuối thôi. Ừ. Chuyện gì vậy? Đi. Được không má? Thôi kệ đi, bà làm đi rồi. Nhưng mà tao nói lần này lần cuối thôi nha. Rồi. Nhưng mà má phải hứa. Má phải kết hợp với con nhau. Rồi. Má phải kết hợp đàng hoàng đó. Má mà bà có ý mà mình nói cái đầu con giận má luôn đó. Lần này nó sẽ bỏ cái lòng tham ra. Rồi. Nhung mà. Nhung. Dạ. À, má kêu em ra có chuyện gì nè. Dạ. Trời má ơi, má bị sao vậy má? Ủa, má ơi má. Ủa, chị hai sao má ho dữ vậy chị hai? Trời, Nhung ơi, má bây giờ bệnh nặng lắm rồi. Má không còn sống được bao lâu nữa hết. Má kêu mình ra đây để bàn về vấn đề tài sản. Má phân chia tài sản cho mấy chị em mình. Ủa chị ơi, má bệnh nặng vậy sao giờ mình không chở má đi bệnh viện luôn, ngồi đây tài sản cái gì? Má ơi má, con đưa má đi bệnh viện khám nghe má. Nè, bây giờ đừng có chở má đi bệnh viện đi đâu hết. Bác sĩ chê rồi mới đem về đây đi nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao bình thường ở nhà em đâu có thấy em buôn bán kế má, mà em đâu thấy má ho xong nay má ho nặng dữ vậy chị? Mới vừa đi khám, mới vừa về luôn đó. Bác sĩ nào kỳ vậy? Để đích thân em chở má đi khám lại. Đừng coi có chở đi nữa, chị chở đi. Bác sĩ nói một tháng nữa má chết rồi. Chị hai, chị nói thiệt hả? Thiệt, má nói là bây giờ chia trong gia đình mình chia ra 5 phần. Đó, gia đình em có 3 người, 3 phần. Đó, còn như là bên đây. Em thấy sao, em chịu không? Chị ơi chị, bây giờ sao má bệnh chị không lo? Chị biết trước là còn một tháng nữa má mất. Vậy mà bây giờ chị còn ngồi đây mà chị phân chia tài sản được nữa hả? Chị muốn phân gì chị tự phân. Bây giờ má mà có chuyện gì á, em với anh nhớ coi như sống chết với má luôn đó. Chị muốn làm gì chị làm. Chị phải chia chứ. Má ơi. Má à, má hồi ít thôi má. Để con nói chuyện chút nha má. Nè, bây giờ phải chia chứ. Không chia thì sao được. Chia để mai mốt mà con nói là hả, không phân chia đồng đều rồi bắt đầu cãi lộn nhau rồi đâm chém nhau rồi làng xóm tao thôi được rồi chị làm gì chị làm, kệ chị. Má ngồi đây đợi con nha, con vô con gom quần áo cái con đưa má đi khám lại cho kỹ nha má. Chị muốn làm gì chị làm, chị chia gì chia, kệ chị. Má ơi, tao nói với mày ha, tao đã nói mày nó không có tham mà sao mày cứ thử con tao hoài vậy. Trời ơi, tại vì chưa có đủ đô nên đủ nó đô gì? Nó chưa có phọt ra thôi. Má phải ho dữ lên, má phải làm má gần chết mới được. Trời ơi, má làm gì đâu. Nó nghĩ là tao nó khắc khẩu thiệt, nhưng mà tao biết là nó không có tham. Cái gì mà không thử con tao hoài. Lần này mày thất bại nữa là mày chết. Mày nhìn cho tao đó. Cái con này sao nó không tham kỳ vậy ta? Cái gì? Bực gì đâu á.
con tính thử nó lần nữa. Thôi. Chị Hai. Má. Cái gì vậy? Em ở đâu ra vậy? Em ở trong nhà đó. Chị nói lớn tiếng quá em nghe hết rồi. Em không ngờ. Má, con sống trong nhà này á, con hết lòng với gia đình mình. Con buôn bán, con cơm nước, con giặt giũ. Con chưa bao giờ nghĩ á, là cái này là gia đình chồng. Con cứ nghĩ là gia đình con thôi. Con làm hết lòng, con coi má như má ruột, coi chị như chị của em. Nhưng mà hình như em làm cái gì cũng không vừa lòng chị. Chị lúc nào cũng thử em, rồi chị mặt lớn mặt nhỏ với em. Hôm nay chị còn lấy sự sống chết của má ra đây để thử em như vậy. Em nói thiệt á, ngày xưa em lấy anh nhớ là tại vì anh chân chất, anh hiền lành, anh cục mịch. Em bỏ tất cả những đám nhà giàu khác mà. Đâu phải em tham lam gì cái tài sản của nhà mình đâu. Được rồi. Nếu như mọi người đã không thích con, không tin con, hôm nay con sẽ đi. Con xin phép má. Chào chị. Con dâu. Mày, tao nói rồi, tao biểu mày đừng có thử nó. Mà mày cứ làm hoài như vậy rồi bây giờ mày coi sao, bây giờ xác đậu đi rồi kìa. Bây giờ sao má? Thì mày năn nỉ nó đi. Em ơi, em đi đâu vậy? Đừng bỏ anh mà, sao tự nhiên bỏ nhà đi vậy em? Hả? Con dâu à, con dâu ơi, con ở lại đi, đừng đi nha con dâu. Má năn nỉ con á, đừng đi nha con. Con sống trong ngôi nhà này, con thấy mình quá khổ tâm. Sống sao cũng không vừa lòng má. Chị Hai thì mặt lớn mặt nhỏ, chồng cũng không theo em. Thôi, con đi, trả sự bình yên lại cho căn nhà này. Đừng đi mà. Đừng em râu à. Em râu gì? Mày quá mày xin lỗi nó cho tao. Không, tại con rối quá, con nó rối cái nó là thành em râu đó. Em dâu à, em Nhung à, em định đi đâu đó? Trong khi em nhìn đi, trời đã ngã về tối rồi, nhà mình chị đã dọn cơm sẵn rồi, chúng ta vô nhà ăn cơm đi thôi. Tại sao mình xách vali đi ra khỏi nhà làm gì chứ? Em à, gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc mà. Tại sao em nỡ bỏ ra đi, rẻ thiết chia quyên rồi gia đình chúng ta tan nát vậy em? Gia đình này tan nát là tại em đó, không có tại ai đâu. Em à. Thôi mà em. Trời ơi, cả nhà đã nói cạn lời như vậy rồi. Đưa cái vali đây. Em à, sao đưa được? Hết lời rồi mà em vẫn quyết tâm đi hả? Để em đi vô em cất. Em kéo vali vô hả? Ôi trời ơi, chị chưa kịp xin lỗi với em. Em đã tha thứ cho chị rồi hả? Trời ơi, em dâu rễ dãi quá. Vô đi chị dọn cơm gia đình mình ăn cho hạnh phúc nha em. Đi chị, chị dọn hết rồi. Đi con. Ây da. Đi vô. Nó nói chuyện tha thứ rồi. Nó đi vô nó làm gì vậy? Ôi chết cha, mình phải đi vô dọn cơm cho nó ăn chứ. Mình mới nói xạo mà.